Tự hào 12 năm liền đồng hành cùng ngày hội lớn của du lịch thành phố. Năm nay đến với ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3 năm 2016 tại khu A công viên 23 tháng 9. Vietravel hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ về quy mô tổ chức, độc đáo về gian hàng, phong phú về chất lượng sản phẩm, phù hợp với từng nhu cầu, thị hiếu của du khách, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 10 tỷ đồng. Tọa lạc tại vị trí thuận lợi gần khu vực cửa chính, có không gian rộng lớn, gian hàng Vietravel được thiết kế theo chủ đề hè rực rỡ, với hình ảnh đa sắc màu dựa trên sự kết hợp giữa hội chợ và ngày hội tư vấn khách hàng. Khi đến tham quan và đăng ký tour tại gian hàng Vietravel, du khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn về sản phẩm, dịch vụ cũng như chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất từ Vietravel và hệ thống đối tác. Đặc biệt, du khách còn được tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như tặng cúp bông, rút thăm may mắn, nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn hấp dẫn và nhận quà tặng giá trị như thỏa sức lựa chọn hàng nghìn tour trong và ngoài nước với giá cực sốc, hưởng ưu đãi từ gói tài chính, gia tăng giá trị từ hệ thống đối tác, tận hưởng không gian giải trí sôi động.